luôn nữa. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thực đơn gồm ấm buffet hôm nay gồm có những món và mặn lẫn lộn. Rồi lên sao diễn? Dạ, bây giờ mời chị Tư ước ao đầy sư thổ. Chị Tư ước cho vợ bông cánh cò sẽ từ đây cho tới Tết được xuất hậu con lê và thật là nhiều suất. Thanh Thủy cố gắng sắp xếp không ai là gì vậy em? Không ai là phải thải đến nha. Em ơi, 3 buổi thì chị ok, 2 buổi rồi sao? Đông trời chứ nhau gì trời. Tư Liễu cảm ơn bông cánh cò rất là nhiều. Đây cũng là một cái sinh nhật rất là lạ lần đầu tiên. Thực ra là mình bị đá lộn sân tí xíu, nhưng mà cũng có được một kỷ niệm đối với bông cánh cò, đối với sân khấu của kịch của Mai Vân. Cảm ơn tất cả các thành viên trong bông cánh cò và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn nhiều lần gặp nhau nữa. Cảm ơn tất cả các thành viên của ban nghị sự. Thì có nhiều
đây ông thẳng vô và ông nói là chờ đợi dân bắt. Anh nói là một là diễn luôn, còn không thôi xong ta xin lắm chúng ta đi ăn. Đợi tắt sắp à? Dạ. Dạ, ủa thì nhẹ nhàng gì kì vậy? Diễn luôn, diễn liền. Còn nếu không diễn, ta xin 15 phút để ta đi ăn. Giờ đang thỏa thuận gì? Mà Thủy có nói hoặc là diễn, tức là diễn liền. À. Còn nếu không á, trời xíu á thì là cũng diễn không có đặt lưu. Tại cái tiền á chị để... Em nói không nữa, em nói không nữa, mệnh đệ đầu, cái nữa mệnh đệ sau là chị làm sinh nhật trong ly hết rồi, là phải gì đó. Chị Thủy bây giờ chỉ là giống như là trên muôn người. Trên muôn người mà dưới không có người nào đó. Không có dưới người nào hết. Nhưng giờ cái lời chị nói ra nghe em nói nữa bên đề đầu có lại cho nó là cái gì rồi. Tôi bắt đề sao là chị nói xong rồi chị ép cô có cái rồi mà đừng có giật tôi nữa. Ép công tư vô là cái này xin được công tư nên tôi khỏi những thương luôn. Mà anh cũng mua được cho mà hai miếng là hai miếng sò đó trời. Thì cứ để hai ăn ăn thôi chứ giờ mua rồi. Giờ cách xa là chết rồi, chị nhà đang ăn đợi, còn ăn thôi đó, chị cũng đợi, không có chết được. Hả? Thôi mà mình hát xong lần đầu như đây là coi như tiền sắp tàn. Bây giờ mình sẽ ăn món đầu tiên mà không biết ăn gì đây, cái này là gì đây? Cái đồ này là sụn gà, cả nhà. Mà thường thường, chị Tân Diễn thì ít khi nào ăn nó là dành rất là ngại. Khi nào mà diễn xong mới ăn, bây giờ ăn diễn là sợ không? Sụn gà cái không? Không phải gì nữa. Diễn ít cái nào ăn lắm ngại đó. Diễn xong mới ăn chứ ăn lỡ chừng sợ lắm. Cái này là gì nhìn không biết là gì luôn á. Như là da heo cái nhà ơi, mình ghim vô không nổi. Cho nên bắt tay nha. Nói chung là ăn diễn cho nên nó ăn bình thường đi. Chị đều sẽ ăn tại vì cái gì nó mặn mặn á. Nè, đây là gì? Ba tử cá. Mình ăn cái gì cũng phải có chấm nha, không có chấm ăn. Chúng ta dùng một ít rau găm. Rau công dụng của rau găm này chúng ta chỉ để ăn hơi lợn. Làm sao vậy? Ủa? Có đi cổ non hả kìa? Cái này có ít ăn. Ít ăn hơi tiêu quá không? Không tốt. Rồi, là chúng ta sẽ kết thúc bằng... Để tôi cần gì nữa. Mấy lần sau này ngã tôi ăn rồi. Những bông cúc chấm này nãy chuối nè cả nhà, cái mận, cái táo, hay là chúng ta ăn một trái ăn những gì này quên mất rồi, măng cục. Còn rất nhiều món này, bánh gì tôi không biết nữa, bánh gì mà chị Thủy nãy nói chị Thủy không thích ăn bánh vừa ngọt vừa mặn. Và cái cuối cùng mà cái món thích nhất của mình đó là nè xoài. Về món chua, tôi chỉ thích thảo món chua. Và đây món xoài là món đặc biệt. Cảm ơn cả nhà bông cánh cò rất là nhiều. Mẹ hả? Yêu dần thì đừng có cắp.
vậy? Bà đi mít dễ. Bà đi mít dễ. Đây là khoai tuồng nè. Khoai tuồng hả? Sinh nhật là sinh nhật nhỏ Cẩm Ly. Con làm tư liệu không biết không? Phải tư liệu luôn hả? Quay nịnh quá à. Dạ thế con quá nịnh nọ chứ. Con là hồi nãy con nói rồi, chưa có nghe tiếng á. À, chưa thấy hình mà nghe tiếng là con biết ai rồi. Ừ. Hôm nay thì tài trò nữa, nhưng mà thôi, nể tấm lòng thì coi như thôi tư liệu nhận giùm cho Cẩm Ly. Cảm ơn. Cẩm Ly từ mới bật nhiều niềm vui, hạnh